tôi sẽ được trân trọng vinh danh. Doanh nhân Lê Ngọc Diệp, giám đốc tài chính kiêm thành viên hội đồng quản trị công ty du thuyền Hoa Sen, là người tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh du thuyền 5 sao. Và thưa quý vị, hãy cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng doanh nhân Lê Ngọc Diệp.